Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 là Vĩ Phụ Huynh. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái phần sách giáo khoa của phần toán và khoa học tự nhiên. Ở trong kênh thì có đầy đủ hết tất cả video của môn toán và khoa học tự nhiên sách giáo khoa, rồi cả tập 1 và tập 2 các em nha. Thầy đã ra được ở cái phần đề thi giữa kỳ 1 của cái bộ kết nối và cảnh diều rồi. Chúng ta có thể tham khảo ở hai cái đề đó và cộng thêm cái đề này các em nha. Là thầy sẽ giải lớp 8 3 đề, chúng ta có thể tham khảo qua lại với nhau. Tại vì không có thời gian em ạ, tại vì thầy phải quay chương trình phổ thông nữa, rất là nặng. Được chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái đề toán 8 bộ chân trời sáng tạo em nha. Thì về cái file đề ạ, cái file đề thì chúng ta ở lên trên nhóm Zalo hoặc là lên trên TikTok, kênh TikTok của thầy để chúng ta lấy. Cái nick TikTok của thầy là thầy Quang 2503 em nha. Thầy Quang 2503 nít TikTok của thầy này, ta lên đây để chúng ta lấy file đề em nha, 2503 để chúng ta lấy cái file đề A cộng thầy Quang 2503, được chưa? Rồi các bạn mà tham gia nhóm Zalo thì chắc chắn sẽ có ha. Bây giờ thầy sẽ quay qua một lượt. Ở trong đây cái đề này thì có 3 điểm trắc nghiệm và 7 điểm tự luận em nha. Trắc nghiệm thì nó gồm có 12 câu, được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ quay cho em ở phần đề trước. Bạn nào không vào cái file đề thì chúng ta sẽ bấm dừng màn hình để chúng ta làm, được không nào? Câu 1, câu 2 các em thấy không? Tiếp tục câu số 3 các em, câu số 4 các em thấy câu số 4 các em, câu 3 này, câu 4 này, đây đó, có 4 câu 5 ạ. Thấy không? Có 4 câu 5 không? Ta có thể tự làm trước nha. Câu 6 này. Câu 6, câu 7. Câu 8. Được chưa? Câu 9, nghe thấy câu 9 không? Câu 9 này. Câu 10, 11, 12. Là xong phần trắc nghiệm nha. Tiếp tục về phần tự luận. Đây nha. Tự luận thì gồm có 5 câu. Đó. 3 câu đầu nè. Được chưa? Rồi, câu 4, câu 5 này. Ta thì bấm dừng màn hình lại để chúng ta làm nha. Thầy giải chi tiết cho em ở đề này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt màn hình rồi chúng ta tự làm. Nhớ học để mà học cái phần này trên YouTube mà hiệu quả anh em thì bắt buộc chúng ta phải tự làm trước rồi mình xem clip của thầy sau. Chứ mà chúng ta xem clip thầy sau thì thầy nghĩ nó không có tác dụng game nha. Chúng ta phải làm trước. Ok, chúc em thi tốt. Bây giờ thầy sẽ quay lại bắt đầu làm cho em ở cái phần trắc nghiệm. Ok, ta sang phần trắc nghiệm game. Ta sang câu số 1 này. Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải là đơn thức? Không phải nha. Nghĩa là trong đây chắc chắn người ta sẽ cho các em nó là các cái đa thức. Không phải là đơn thức thì chắc chắn nó sẽ cho một đa thức và trong đó sẽ có ba đơn thức trong đó. Ví dụ ở câu A ví dụ x đây chính là gì? Đây chính là một đơn thức này thì chúng ta có chọn không? Không chọn, tại vì ở đây người ta bảo là không phải là đơn thức mà. Nếu như nó là đơn thức thì chúng ta không chọn các em nha. 1/2 x y bằng 3 đây chính là một đơn thức. 3x trừ 4 các em thấy có dấu trừ này không? Đấy, như vậy thì 3x trừ 4 đây chính là một đa thức. Đa thức thì ở đây chúng ta sẽ chọn là C này. Không phải là đơn thức thì đây chính là một đa thức thì chúng ta chọn câu này. Đáp án D là -7. -7 thì cũng chính là một đơn thức. Được chưa? Đơn thức thì có thể là một số hoặc là một biến hoặc là nhiều biến và hoặc là tích của các biến hoặc là số các em nhé. Hiểu không nào? Chúng ta đi sang câu số 2. Tích của cái đa thức. Đây là anh nào ha? Ở đây 6xy tích là phép gì? Phép nhân đúng không?
2x bình phương trừ 3y. Tích thì nhân thì chúng ta lấy thằng này nhân vô đây và thằng này nhân vô đây, thì đây ra được là 6xy nhân này cho 2x bình phương, đúng không? Thầy làm rất chậm. Nhân trừ chúng ta ghi lại 6xy nhân ở đây cho 3y. Như vậy khi đó cái hệ số chúng ta nhân hệ số, 6 nhân 2 là bằng 12, x nhân x mũ 2 thì ra x mũ 3y trừ 6 nhân 3 là bằng gì? 18 x y nhân y là y mũ mũ 2. Như vậy thì ở đây cộng là chắc chắn sai này. Như vậy chỉ có thể b hoặc d thôi. Các em hiểu không? Như vậy b chúng ta là x mũ 3 y, đúng rồi. X y mũ 2 đúng rồi. Đây câu b này giống này. Khoan luôn. Còn câu d chúng ta là ở đây x mũ 2 là sai này. Phải là x mũ 3 đây mới đúng này. Hiểu chưa? Tại sao chọn câu b hiểu nó không nào? Ta sẽ đi sang câu số 3. Câu số 3 em nha. Câu số 3 em. Thực hiện phép tính để được kết quả là ở đây em thấy đây là đa thức chia đơn thức, thì chúng ta sẽ lấy từng cái đơn thức ở trong đây này, từng đơn thức ở đây chúng ta chia. Ở đây sẽ bằng là 1/3 x mũ 3 y mũ 3, chúng ta sẽ chia cho x y mũ 2. Ở đây dấu cộng thì chúng ta thực hiện phép cộng ở đây. 2x mũ 2 y mũ 4 kem chia ở đây cho x y mũ 2. Nhớ khi chia ấy, nhớ a mũ m chia cho a mũ n thì ta viết cơ số a là chúng ta lấy số mũ trừ ra. Kem hiểu nào? Như vậy ở đây chúng ta lấy 1/3, ở đây hệ số người ta không ghi ngay chỗ đây chính là hệ số 1. 1/3 chia 1 nghĩa là kết quả đây sẽ bằng 1/3. X mũ 3 chia x mũ 1 ngay chỗ đây người ta không viết nghĩa là mũ 1. Nhưng mà người ta viết cơ số x lại, ta lấy 3 trừ 1 là đây là x mũ 2. Y mũ 3 chia cho y mũ 2, lấy 3 trừ 2 là bằng 1, y mũ 1 nghĩa là y không? Ở đây dấu cộng vẫn là ghi dấu cộng này. 2 ngay đây, chỗ đây người ta không ghi nghĩa là hệ số là 1. 2 chia 1 là bằng 2. X mũ 2 chia x là bằng x. Y mũ 4 chia y mũ 2 thì bằng y mũ 2. Đây là kết quả này em này. Như vậy thì ở đây chúng ta xem từ ở câu số 3 chúng ta nên tính là câu đáp án rồi nha. 1/3 x mũ 2 y, đúng rồi. Cộng 2 x mũ 2 sai chỗ đây rồi này. 1/3 đây đúng rồi này. 2 x y mũ 2 đây, câu B này. Câu C, x y mũ 2 thiếu hệ số đây. Câu D, đây là thiếu cái mũ này. Thiếu cái mũ ở chỗ đây này. Đó. Chỗ đây là thiếu hệ số này, hiểu chưa? Như vậy đáp án ta cuối cùng ta đây chính là đáp án B này. Vậy đó. Chúng ta sẽ đi sang câu số 4 nha. Số 4. Rồi chúng ta đi sang câu số 4 em. Ở đây người ta hỏi này, hàng đẳng thức A mũ 2 trừ B mũ 2 bằng A trừ B nhân A cộng B có tên là, đây chính là hiệu gì? Các em, đây chính là hiệu của hai bình phương. Hiệu của hai bình phương. Đây, câu D. Câu này thì quá dễ rồi. Ta sang câu số 5. Tính giá trị biểu thức ở đây, tại x bằng 9,5. Thì cái này thầy làm nhanh trong đây các em thấy này. Cái thằng số 8 ấy, thằng số 8 có phải bằng 2 mũ 3 không? 2 mũ 3 kết hợp với x mũ 3, 2 mũ 3 với x mũ 3 đây thì chúng ta lòng vô trở thành là 2x tất cả mũ 3, đúng chưa? Như vậy thằng này thầy đưa về là 2x tất cả mũ 3 này. Cộng ở đây số 1 này đó chính là 1 mũ 3. Như vậy thằng này đó chính là hàng thức số mấy em? Thằng này đó chính là hàng đẳng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 4, có dạng là a cộng b tất cả mũ 3. Như vậy thằng này thầy sẽ đưa về là gì? 2x cộng 1. Có đúng không? 2x cộng 1 tất cả gì? Tất cả mũ 3. Đúng, thấy tất cả cộng 1 tất cả mũ 3. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là thế nhau 2 nhân lên cho 9,5 cộng cho 1 tất cả mũ 3 ở đây. Đúng chưa nào? Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta tính ra thử nè. 1 đơn ra 2 nhân 9,5 cộng 1 đóng một đơn lại mũ 3 đây bằng đây 8.000. Đấy, 8.000 này. Đây chúng ta chọn câu đây. Rất là nhanh như vậy nghe. Xong. Chúng ta sẽ đi sang câu số 6 nha, câu số 6. Ok. Ta sang câu số 6 này. Người ta nói là với điều kiện nào của x thì phân tích có nghĩa. Như vậy em nhớ rằng thầy là một cái phân thức có dạng là a phần b,
Thì nó có nghĩa là B này phải khác mấy, B này phải khác không. B khác không nghĩa là phải cho thằng này khác không. X cộng 2 bình phương này phải khác không. Nên từ đây chúng ta tương đương x cộng 2 này phải khác mấy, khác không. Nên từ đây chúng ta tương đương x này phải khác mấy, khác âm 2. X này phải khác âm 2 nhé. Đây, câu D. Đây sang câu số 7 nha. Ok chưa? Khi huy động hai phân thức được kết quả như thế nào? Như vậy ở đây chúng ta phân tích này. X bình phương trừ 16 ấy, thì thằng này chúng ta phân tích ra theo hằng thức. Hồi nãy hiệu hai bình phương ấy, thì ra được x trừ 4 nhân x cộng 4 đúng không? Như vậy cái mẫu chúng ta là thằng này này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là 1 phần x mũ 2 trừ 16. Thì thằng này ta phân tích ra trở thành là gì? Ở đây là x trừ 4 nhân x cộng 4 rồi đấy. Tại vì cũng chính đó luôn mà. Nhân hệ số. Còn một phần ở đây là x cộng 4 ấy. Thì chứng tỏ ở đây em thấy nó thiếu gì? Thiếu x trừ 4. Thì chúng ta nhân tử và mẫu cho x trừ 4 ở đây. Thì ở trên đây chúng ta sẽ nhân cho x trừ 4. Nhân với 1 thì cũng chính mình bằng chính nó. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là đây nè. 1. Được không? 1 trên x trừ 4, đây là đúng đây đúng không? Đây x trừ 4, có vị này nào này, câu A này. Cái này sai này, nhìn vào cái mẫu này là sai này. Ở đây sai chỗ đây, x cộng 4 chỗ đây này. Chỗ đây sai, x cộng 4 chỗ đây này. Đúng không? Chỗ đây sai, số 1 là cũng sai. Chỗ này sai thầy khoanh để em biết cái chỗ sai nha. Tại sao BCD nó sai? Đó, kết quả chúng ta. Ta sang câu số 8 nha. Câu số 8. Người ta hỏi các em là cái kết quả phép nhân là như vậy này. Nếu ở đây chúng ta nhìn nhanh này. Ở đây x trừ 3 bình phương thì chúng ta sẽ rút gọn thằng này với cái mũ này này. Đúng không? Tại vì x trừ 3 x trừ 3 bình phương á, thì phải nó bằng x trừ 3 nhân cho x trừ 3. Các em thì bây giờ nó rút gọn x trừ 3 đây với x trừ 3 này, cái x với x này, số 6 này với số 3 thì thằng số 3 này hết, thằng này còn lại số mấy? Thằng này còn lại số 2. Như vậy nó còn lại là 2 nhân cho x cộng 3. Đây 2 nhân x cộng 3 này, 2 này nhân lại với nhau này. Và dưới mẫu còn là cái này này, đây chính là x trừ 3. Xong. Đây câu B ha. Nhìn vô chúng ta sẽ thấy câu B này. Rồi ta đi sang câu số 9. Ta đi sang câu số 9 qua phần hình học em. Người ta hỏi các em như gì đây? Hình chóp tam giác đều. Chóp tam giác đều nghĩa là cái đáy của chúng ta sẽ là tam giác đều đúng không? Cái đáy tam giác đều nhưng mà các mặt bên nó sẽ là tam giác gì? Đó chính là các tam giác cong. Tại vì người ta hỏi là có mặt bên là hình gì này? Đó chính là các tam giác cong em nhé. Hình chóp tam giác đều thì đáy của nó sẽ là tam giác đều, nhưng các mặt bên của nó sẽ là tam giác cong. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn ta là câu A này. Được chưa? Câu số 10 em. Chiếc hộp bánh X trong hình bên có dạng là hình gì? Chắc chắn đây chính là hình chóp. Đúng không? Chắc chắn là nó là hình chóp cái đặt. Khẳng định đầu tiên nó sẽ hình chóp. Và ở đây sẽ là tứ giác gì? Cái mặt ở dưới đây là một hình vuông. Thì nó chính là chóp tứ giác đều. Không, cái chỗ hình A, hình lăng trụ là sai. Hình tam giác là sai là người ta loại hình A và hình D này. Nó chỉ có thể hình B và hình C thôi. Nó có thể là hình chóp tam giác đều hoặc là tứ giác đều thôi. Mà ở đây chúng ta thấy nó có bốn cái đỉnh này ở phía dưới này. Thì đây chính là hình chóp tứ giác đều. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn là câu C này. Hiểu chưa? Ok. Rồi ta sẽ đi sang câu 11. Hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 5 cm. Đúng không? Ở đây thầy sẽ vẽ cho em xem nha. Vẽ nhanh để em thấy thôi. Có cái hình cho nó dễ làm nha. Ví dụ đây là S A B C đây. Đây chính là hình chóp tam giác đều. Có độ dài cạnh đáy là 5. Thì thằng này cũng 5 và thằng này cũng 5. Tại vì nó là tam giác đều mà. Độ dài trung đoạn hình chóp là 6 cm. Trung đoạn là cái đoạn nối từ đỉnh xuống trung điểm.
ở đây em ta lấy là điểm M đi, đúng không? Vuông tại đây thì cái đoạn này này, cái đoạn này là mấy, là 6 này. Diện tích xung quanh của hình chớp tam giác đều đó là ta tính diện tích xung quanh của hình chớp tam giác đều, đúng không nào? Như vậy thì cái đề bài này người ta yêu cầu các em là tính cái diện tích xung quanh, đúng không? Như vậy cái diện tích xung quanh đó, của chúng ta ở đây là có mấy mặt, có ba mặt, đúng không? Đó chính là SAB, SBC và SAC, có ba mặt. Như vậy ba mặt này là diện tích là như nhau, chứng tỏ chúng ta chỉ cần tính diện tích một mặt thôi. Như vậy diện tích của chúng ta một mặt thì ở đây chúng ta tính diện tích một mặt SBC đây, thì nghĩa là chúng ta sẽ đưa về tính diện tích tam giác SBC. Để tính diện tích tam giác này thì chúng ta đã có đường cao này, trung đoạn này đó chính là đường cao của một cái mặt này SBC. Như vậy diện tích của tam giác SBC có phải là bằng 1/2 nhân ở đây đường cao cái cạnh tương ứng là BC và nhân cho đây là FM. Như vậy ở đây sẽ bằng 1/2 này, nhân ở đây cho 6, nhân đây cạnh tương ứng của nó là 5. 6 nhân cho 6 nhân 1/2 bằng 3, 3 nhân 5 bằng 15. Đúng không? 15 cm². Mà đây có mấy mặt? Có 3 mặt. Vì chớp tam giác đều có 3 mặt bằng nhau. Có 3 mặt bằng nhau nên là ở đây thầy đã tính một mặt này. Như vậy ta lấy 15 nhân cho 3 này sẽ bằng là 45 cm². 45 nghe. Đây, câu C. Các em hiểu không? Vậy. Vậy đó. Hiểu chưa? Ok. Ta sang câu 12 nghe. Tính thể tích của hình chớp ở bên trong hình hộp chữ nhật với kích thước như hình vẽ. Ở đây là hình chớp tứ giác đều, đúng không? Đây là hình chớp tứ giác đều. Như vậy thì cái chiều cao của chúng ta đã có này, chiều cao có rồi. Như vậy thì thể tích của hình chớp tứ giác đều theo công thức là gì nghe? Chúng ta có là gì? Công thức của chúng ta đó chính là V này sẽ bằng là 1/3 nhân diện tích đáy và nhân ở đường cao, đúng không? Như vậy V chúng ta bằng 1/3 diện tích đáy chúng ta đây. Đây chính là một hình vuông. Như vậy diện tích hình vuông, diện tích đáy là bằng 5 bình phương nhân đường cao chúng ta là 6. Đúng không? Như vậy 6 chia 3 bằng 2, 2 nhân đây 25 là bằng 50 cm khối này. Xong. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn là câu C này. Đó. Ok chưa? Vậy thôi. Như vậy thì trong clip hôm nay thì tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần tự luận game nha. Thầy sẽ quay cho em phần tự luận. Chúng ta cố gắng làm trước rồi thầy sẽ quay cho em trong phần tự luận nữa là xong. Đề này thầy sẽ quay 2 clip thôi. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh